Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đã về Mỹ được một ngày rồi nhưng mà còn rất là nhiều video từ bên Đài Loan em quay chưa có đăng được lên kịp. Thì cái video này thì em có đi cùng ông anh rể em người Đài Loan. Ông đang trước khi ra ngoài ông thắp hương cho bà nội bà ngoại rồi ông mới đi. Cái thủ tục ở bên đấy nó là như vậy. Hôm nay là anh rể em đưa em đến chỗ bấm huyệt cổ truyền của người Đài Loan. Cái chị này thì có kinh nghiệm là 20 năm rồi. Nên là em cũng thú vị và muốn đi cùng. Thì bây giờ mọi người đi cùng với em nhé. Có nhiều điều thú vị trong video clip này lắm. Bây giờ cả nhà mình đi cùng em vào bưu điện của Đài Loan xem có khác gì bưu điện của Mỹ không nhé. Ở đây là có bán thẻ SIM điện thoại các kiểu này cả nhà này. Cảm ơn. Phải đeo khẩu trang của chú anh chị ạ. Đây. iPhone 14. Đây để người ta đây này để xoa tay này. iPhone 14. Chỗ này là chỗ điện thoại. Chỗ điện thoại đấy. No Taiwan. Ngoài mình cần giúp gì không? Mình đâu có cần giúp gì, mình đi quay phim thôi. Đây nè. Cái này là Samsung à. Nếu mà nói về iPhone với Samsung đời mới thì ở bên này đắt hơn ở Mỹ cô chú. Này, đường đường quê thế này thôi, đường như thế này đường quê này thôi nhưng mà động vào mảnh đất nào là mảnh đất đấy đắt ngang đắt hơn cả Mỹ đấy cô chú. Đất đất cát rất là đắt. Này, nhà này cũ cũ rồi này. Xe đây, xe của ông anh rể đây. Đây xe. Điện thoại công cộng à. Nói về tín ngưỡng văn hóa thì ở Đài Loan là số 1 về tín ngưỡng văn hóa. Đây là một cái miếu đấy nha cô chú anh chị ạ, chứ không phải chùa đâu mà người ta đã xây như thế này rồi. Đó, người ta xây rất là cầu kỳ, rất là kỳ công tỉ mỉ. Các anh chị thấy này. Hoa chữ đây là cái miếu đấy. Beautiful. Wow. Beautiful. Beautiful. Okay. 10 năm trời ông anh rể không gặp lại cô em vợ này. Nên là lần này về Đài Loan nhìn thấy em vợ cô gầy gò ốm yếu tội nghiệp. Nói đi châm cứu đấm huyệt massage để giữ gìn sức khỏe. Rồi là ăn uống gì nó mới mua nước sâm các thứ cho uống. Cô chú anh chị thấy đường phố Đài Loan có vui không? Em nhìn thấy rất là thú vị. Trà này trà sữa các loại trà. Đồ ăn rất là nhiều giống y Việt Nam không khác gì. Seven. Ăn trứng. Ông anh rể học được mấy câu tiếng Việt Nam. Yeah.
đồ ăn sáng tại cửa hàng 7-Eleven, rồi sau đó tiếp tục đi tới chỗ đông y cổ truyền của Trung Quốc. Sang Đài Loan em chỉ ăn những món thật là bình dân của người lao động Đài Loan bình thường thôi, mà em lên những 12 phao đó cô chú anh chị ạ. Thực tỏ là ăn Đài Loan rất là nhiều chất bổ. Cô chú anh chị ơi, trứng này rất là thơm ngon luôn ấy. Mèo vút. Cô chú anh chị quay công trường thi công của bên Đài Loan, người ta treo biển báo này, người ta đang làm đường ở chỗ đoạn này này. Em thấy lạ quá, đúng lúc em dừng xe đèn xanh đèn đỏ em quay phim luôn. Có cái người lộn với lại biển báo trống, chỉ là đang cơn làm việc đấy, không được tới. Nhìn hay lắm, ban đêm mà đi nhìn thấy cái người đấy chắc là thôi té ngửa, té xíu luôn. Đây này, mấy anh Đài Loan đang xúc. Làm gì không biết, là chắc làm được. Trong người mệt mỏi quá thì nói với ông anh rể là dẫn em đi massage. Ở đây có rất là nhiều dịch vụ massage, có cả dịch vụ massage trá hình làm gái luôn. Còn đây là mình tới cái chỗ mình tới cái dịch vụ massage đấm bóp để mà giữ gìn sức khỏe của chú ạ. Còn mấy anh mấy chú mà thích đi massage trá hình thì cũng có dịch vụ ở Đài Loan có luôn ấy. Em quảng cáo luôn cho các anh cho chú biết. Còn mấy chị mà muốn massage dịch vụ là nam thì em chưa biết, để em hỏi xem có. Ở đây người ta có thạch này, có đồ ăn vặt này, và người ta có em một ly nước. Ly nước này em nghĩ là nước này giống như là nước lá, nước lá thảo dược. Ở đây người ta cũng uống dùng thảo dược rất là nhiều. Nóng nóng ấm ấm rất là ngon. Ở đây đi đâu cũng phải bịt khẩu trang. Đi ra đi vào là phải bịt khẩu trang. Lúc nào trong người thì có mấy cái khẩu trang mang theo. Trong lúc chờ tới lượt thì chị đang tiếp khách. Chắc là hai người đang trao đổi về thuốc men rồi bệnh tật đấy cô chú ạ. Trong lúc ngồi chờ đợi thì em cũng được chị cho uống nước, rồi muốn ăn cái gì thì cứ lấy ăn, rất là nhiệt tình. Sau cái cô này thì đến lượt em. Chị này thì có kinh nghiệm được 20 năm rồi. Chị giống như là có cái
giống như là dạng chiropractor ở bên Mỹ đấy, gọi là vật lý trị liệu đấy, chứ không phải là massage thông thường đâu. Thì tí nữa đến lượt em làm, sau đó em sẽ cho mọi người review xem là chị ấy làm như thế nào nhé. Em cũng hồi hộp xem nó làm sao, tại vì mình đi làm nhà vườn là việc nặng đó, nhiều lúc trong cơ thể của mình nó cũng không được tốt cho lắm, thì thôi mình cứ đi kiểm tra, mình check thử xem thế nào. Hello, em đã xong 2 tiếng đồng hồ thì chị ấy giúp em đấm bóp massage, em cảm thấy rất là good, everything very good, professional. Chị này là có chuyên chuyên môn về đấm bóp massage và trị liệu nhá, chứ không phải là chỉ là đấm bóp massage không. Khi mà xoa đến cái phần ngực của em ấy là em có một cái hạch, chị nói em là em bị sao bất tí nữa ông anh rể sẽ phiên dịch cho bà chị gái. Rồi tai, cái thứ nghĩa là người ta sẽ massage everything, từ đầu đến cả ngực, cả lưng, cả nách, cả đầu, cả cổ. Very good, number one. Very good, yeah. Và rất là nhiệt tình. Đó. Dễ thương, so cute. Trong lúc ngồi chờ chị gái em sẽ tới thì em lấy bánh của chị ăn. Em ăn thử cái bánh này ở trong tiệm của chị ấy, rất là ngon luôn, đồ ăn vặt. Nhưng mà mới đầu chị nghĩ là buồn buồn ngồi chờ thôi, với lại làm 2 tiếng này cũng hơi đói. Thế là lấy ăn thử một miếng thì thôi, ôi ngạc nhiên, nó quá ngon đi. Nó không bị ngọt ơi là ngọt, mà nó ngọt nhẹ nhẹ, xong nó béo béo ngậy ngậy. Nghĩa là ăn mình rất là thích luôn. Kiểu này ăn hết cái này xong rồi là thử sang cái khác xem là ăn có ngon không nhé. Chị em ăn này rồi ôm mới đầu tính là nghĩ không ngon đâu, nhưng mà không ngờ nó lại rất là ngon luôn đấy. Oh, very good. Yeah. Thai quan everything very good. That's from Mỹ cook sweet, very sweet, a lot of sugar. A lot of sugar. Trở về Mỹ rồi, giờ nhìn lại những cái clip này thấy thèm quá cô chú ơi. Bánh này là bánh chi cookie đấy, nhưng mà em ăn nó ngon lắm luôn á. Cái vị nó rất là vừa vặn chứ nó không phải quá lố, nó không bị mặn và nó cũng lại không phải là nó ngọt quá. Nó có cái này là bánh mặn đấy, nhưng mà ăn nó béo béo mà nó thơm thơm mùi chi, nói chung ăn ngon lắm luôn á, không có lời nào mà diễn tả được. Xong rồi lại còn uống một ly trà nóng nữa. Sau cái đợt trị liệu này xong thì em có quay lại thêm một lần nữa, và bây giờ thì em lại đi tiếp tục là đi chơi ở cái chỗ mà phố, đi dạo phố ăn bộ của Đài Loan ấy, cũng nhiều thứ ngon và lạ lắm. Thì chắc là em sẽ hẹn mọi người trong video clip sau. Em tạm chia tay mọi người trong video clip này thôi. Kiểu này là ăn hết đồ ăn vặt của chị rồi, ngon quá chịu không nổi của chú ạ.